Danh hài Hoài Linh bức xúc khi có thông tin cho rằng giữa tổ sân khấu không liên quan đến Lộc và giới nghệ sĩ ngày càng đồng bóng. Cách đây giờ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lên tiếng về thông tin phê bình loạn nhà thờ tổ sau đợt giỗ tổ nghề vừa qua. Theo quan điểm này, ngày giỗ tổ sân khấu không liên quan đến Lộc, người Giang sinh nhưng lại khiến hàng nghìn người từ khắp nơi đến nhà thờ tổ để lễ khấn. Thêm vào đó, tác giả đặt ra câu hỏi phải chăng các nghệ sĩ ngày càng đồng bóng mà nay nấy xây nhà thờ, bắc có nhà thờ tổ nghiệp Phượng Râu xây dựng, nam có nghệ sĩ Hoài Linh. Việc hàng nghìn người đến nhà thờ tổ của Hoài Linh phải chăng cũng là sự loạn lễ hội, giỗ tổ cần thiết nhưng hình như mọi sự đang đi quá đà, tác giả viết. Phản ứng lại, nghệ sĩ Quỳnh Linh cho rằng đây là suy nghĩ non nớt, cần học thêm và tìm hiểu thêm về tổ nghề. Thế nào là loạn đền thờ tổ? Nghề nào cũng phải có người khai sinh ra lâu đời và là người đầu tiên thì xem như là tổ nghề, anh khẳng định. Nghề của nghệ sĩ chúng tôi không phải chỉ là thờ tổ sân khấu mà còn thờ thập nhị công nghệ, tiền hiền, hậu hiền và cả những khán giả, ân nhân của chúng tôi. Ngày giỗ tổ của chúng tôi cũng đã được nhà nước công nhận là ngày truyền thống ngành sân khấu, nghệ sĩ Hoài Linh viết. Danh hài nhấn mạnh, thờ tổ nghề không liên quan đến đồng bóng, gắn liền với đạo thờ mẫu, vì tín ngưỡng thờ mẫu không thờ tổ nghề sân khấu. Nói khán giả không liên quan đến tổ sân khấu, mà hàng ngàn người vẫn đến xin lập là quá xa. Khán giả là những người trực tiếp nuôi nghệ sĩ chúng tôi. Một năm có một ngày, khán giả có thể gần gũi anh em nghệ sĩ chúng tôi nhất. Khán giả đến không phải để xin lọc mang về, nghệ sĩ bức xúc. Theo nghệ sĩ hài gạo cội, tín ngưỡng mỗi nghề một khác, quan trọng là nhớ đến những bậc khai sáng nghề nghiệp, đó cũng là truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam bao đời nay.